cáo trạng, Vòng A Sủi, sinh năm 1997, trú tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, cùng với 5 người khác móc nối với các đối tượng bên Trung Quốc đưa người vượt biên trái phép vào Việt Nam. Cụ thể, trong các ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2020, nhóm này đã hai lần tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đã bị Bộ đội Biên phòng Bắc Sơn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. Mỗi vụ chót lọt, nhóm của Sủi nhận 4.000 nhân dân tệ một người nhập cảnh, tương đương hơn 13 triệu đồng tiền Việt Nam. Trên cơ sở cáo trạng của Viện Kiểm sát, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên án 6 đối tượng phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép với mức tổng hình phạt 25 năm tù giam. Việc đưa xét xử công khai 6 đối tượng được nhân dân địa phương đồng tình, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay. Cái tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép này nó gây ra rất là nhiều hậu quả. Với lại tình hình COVID-19 này mà cũng không phát hiện là những người nhập cảnh ấy là có bệnh dịch hay không. Hôm nay là Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử vụ án đối với mấy đối tượng thì trên địa bàn thì rất là phù hợp về răn đe những các đối tượng khác được không tổ chức các người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nữa. Các đối tượng nếu mà đưa dẫn từ 5 người đến 10 người nhập xuất cảnh trái phép thì sẽ bị xử phạt đến mức hình phạt đến 15 tù, và từ 11 người trở lên thì sẽ bị xử phạt đến 15 năm tù. Đối với các cái vụ việc đang điều tra thì cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt những đối tượng còn lại trong vụ án và làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật. Đây là một trong số nhiều vụ việc tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép đã được các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ và đưa ra xét xử. Chỉ vì những món lợi bất chính mà các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để đưa người nhập cảnh trái phép, bất chấp những nguy hại đến công tác phòng chống dịch của cả nước trong thời gian qua. Lợi dụng cái địa hình rừng này, khi có thể bất cứ tại vị trí nào các đối tượng có thể dùng dao khoắm và đi rẽ rừng để tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Trên những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới đường bộ và đường biển. Tỉnh đã thành lập 3 phòng tuyến chống xuất nhập cảnh trái phép. Phòng tuyến 1 là khu vực địa bàn biên phòng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt canh gác, nhất là tại các khu vực nơi trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép. Phòng tuyến 2 áp sát địa bàn biên phòng, các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu lựa chọn địa điểm phù hợp để lập chốt kiểm soát, ngăn chặn không cho người nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa. Phòng tuyến 3, lực lượng công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 18, bắt đầu từ Móng Cái đến Đông Triều để kịp thời phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên các phương tiện giao thông đường bộ. Trên tuyến biên giới hiện nay là Bộ đội Biên phòng chúng tôi đã tiếp tục thành lập một cái sở chỉ huy nhẹ phía trước và tái khởi động lại tất cả các cái tổ chốt trên biên giới, gồm 77 tổ các cái chốt chạm trên biên giới và tổ chức thêm 26 cái tổ chốt chạm trên tuyến biển. Đối với thành phố thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo và thành lập thêm 5 cái chốt chạm dọc tuyến biên giới bộ và biển, giao cho lực lượng công an, lực lượng dân quân xã và các cái cơ quan đơn vị chức năng của thành phố để hỗ trợ cho các cái lực lượng tuyến 1 biên phòng trong cái việc quản lý cái việc xuất nhập cảnh trái phép. Trong những tháng đầu năm 2020, Quảng Ninh là một trong những địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế được Trung ương đánh giá cao. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, Quảng Ninh đang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm không để phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng và là tuyến đầu giữ vững phòng tuyến chống dịch của đất nước.